Diễn viên Kim Ngân qua đời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân Minh Nhí rơi nước mắt nhớ về học trò cũ, đẹp người đẹp nét. Thông tin nữ diễn viên Kim Ngân qua đời ở tuổi 32 khiến nhiều nghệ sĩ, bạn bè và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng xót thương. Được biết Kim Ngân qua đời ở Úc vào ngày 18 tháng 7, gia đình nữ diễn viên sốc đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con gái, nhưng từ chối chia sẻ về nguyên nhân cô mất. Kim Ngân là học trò khóa đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân. Trước sự ra đi đột ngột của học trò, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không khỏi sốc và đau buồn. Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất duyên dáng, thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhớ lại, bà bầu sân khấu kịch cũng cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp tại sân khấu kịch, Kim Ngân theo đuổi hoạt động nghệ thuật vài năm. Cô chủ yếu hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân. Sau đó nữ diễn viên lấy chồng và sang Úc sinh sống. Và người thầy đã trực tiếp dìu dắt Kim Ngân từ những ngày đầu chập chững bước chân vào sân khấu kịch chính là nghệ sĩ Minh Nhí. Chiều mùng 2 tháng 8, nam nghệ sĩ cũng đã đến nhà riêng của học trò cũ để thắp hương và chia buồn cùng gia quyến. Nghệ sĩ Minh Nhí không giấu được xúc động khi nhắc về học trò cũ. Kim Ngân là học trò cũ của tôi cách đây 10 năm. Kể từ khi cô bé sang Úc định cư, thầy trò cũng không còn giữ liên lạc. Bây giờ gặp lại trò cũ trong hoàn cảnh tang thương này, thật sự tôi không khỏi sốc và đau buồn. Ngân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, còn bao nhiêu hoài bão phía trước, cuộc đời này thật vô thường. Ngược dòng quá khứ, Minh Nhí hồi tưởng lại những ấn tượng khó quên về cô học trò đẹp người đẹp nét. Ngân là học trò khóa đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân cùng với Xuân Nghị, Đinh Mạnh Phúc, Thanh Phong Trần, Minh Nga và tôi cùng nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu là hai người thầy trực tiếp giảng dạy các bạn ấy. Ấn tượng của tôi về Kim Ngân là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, yêu đời và luôn vui vẻ. Trên sân khấu, Ngân diễn rất có duyên, hòa đồng với mọi người. Trong lớp, thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý cô bé. Ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, Kim Ngân để lại niềm xót thương vô hạn với nhiều nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp. Khi nhận tin buồn, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã nhờ Minh Nhí gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nữ diễn viên trẻ về nỗi đau này. Trên Facebook, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đăng tải dòng chia buồn, mong Kim Ngân thanh thản, không còn đau khổ. Thầy đến với con lần cuối cùng, con gái lớp K1 của thầy, về nơi không còn đau khổ nhé. Thương con lắm Ngân à. MC Quốc Thuận buồn bã chia sẻ, lâu lắm rồi không gặp em, giờ lúc gặp em lại là tấm hình trên bàn khói hương nghi ngút. Đau lòng quá Ngân ơi. Diễn viên Kim Ngân, tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Kim Ngân, sinh năm 88 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời còn đi diễn, nữ diễn viên gây ấn tượng với vở chính kịch Người đàn bà uống rượu và hài kịch Ga thì thưởng.